Trước đi chừng nào rồi vô nhà rồi đó. Không nghe thì một cái từ nào hết trơn. Mẹ em đưa mọi người lên Yên Tử. Bây giờ mọi người đến quê hương của em ạ. À, quê hương Ninh Bình ở đây có ai quê hương Ninh Bình giơ tay đây ạ? Có này. Ôi nhiều bạn trời, vậy là cũng nhiều người miền Bắc mà yêu thích Lô Tô như em đúng không ạ? Và em nghĩ là Lô Tô sẽ còn phát triển ra ngoài Bắc hơn nữa. Em xin gửi đến mọi người một ca khúc ạ. À. Em hát cho ai ạ? Dạ. Hát đi em, hát đi. Trời sông cũng về với biển, con sóng lang thang âu yếm vỗ vào bờ. Ai có đi xa đến tận cùng trời, hàng đêm vẫn nhớ thương về Ninh Bình ơi. Mời chị Ngọc. Bye.
thấy đủ mặt con trai chứ mặt cam gì đó. Anh ơi, tên gì Miêu. Miêu hả? Miêu mà sao giọng đàn ông quá nha. Cổ bự quá. Anh đi, chị xin lỗi em nha, mà em hiền hậu vậy thôi. Chị xin lỗi nha. Chị lỗi rồi. Đồng nghiệp của em á. Chị xin lỗi em. Hát bài đi. Để hát bài thì đúng bài trang đi. Cái gì à? Nhá, nhá. Bà La Môn được không? Cái gì à? Sử dụng mặt trăng này đây. Bà Miêu. Con bé muốn lên cắt quốc một vòng. À, xin lên cắt quốc một vòng. Đúng rồi. Xin lên cắt quốc một vòng. Không đợi luôn. Lên đi bác. Rồi, lên đi. Và mấy anh có mở cửa tủ rồi, cái cốc em vô luôn nè. Trời ơi. Rồi, mở nhà đi chơi, nói cho tôi mình biết rồi vô. Cho em mới ra nè, mở nhà lên cho em. Vô! 2, 3. Và xin đây chúng ta xin gặp gỡ qua thí sinh đến từ chơi lô tô chịu khó mà cô anh chạy quá vậy, em có lắm giờ đó biết là có thủ đoạn thì tao có mời.